niệm Phật được tiếp dẫn. Đời Thanh có một lão phu nhân, bà có tên là Lý Hiển Trinh. Bình thường bà rất thích niệm Phật, đồng thời cũng rất từ bi và ăn chay. Trong thôn có một thánh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, sớm tối bà đều đến bái lạy. Mẹ sắp đi lạy Phật hả? Không phải sáng sớm đã đi rồi hay sao? Mẹ không có sợ mệt hay sao vậy chứ? Niệm Phật thì không có chê nhiều, mà lạy Phật thì không có mệt đâu con ạ. À. Vậy mẹ đi thì con sẽ đi với mẹ, được không? Được. Lão phu nhân lạy Phật niệm Phật trước nay đều rất thành tâm. Một hôm, lão phu nhân đột nhiên ở trong nhà đã hướng lên trời cung kính bái lạy. Con trai của bà thấy vậy vội vàng chạy đến hỏi: Mẹ muốn lạy Phật hả? Con sẽ đưa mẹ đến thôn ngay. Con trai à, nhanh chóng mau đến bái lạy chung với mẹ. Một bên vừa nói, một bên lão phu nhân kéo con trai mình để cùng lễ Phật với bà. Mẹ, trong nhà ta không có tượng Phật đâu. Hay chà, Quan Âm Bồ Tát cao như vậy, trang nghiêm như vậy, con không có thấy sao? Sau đó rất nhiều lần, lão phu nhân luôn nói mình thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến nhà. Lần nào bà cũng đều rất cung kính bái lạy. Một hôm bà nói với con trai: Con à, Quan Âm đại sĩ nói rất nhiều lần kêu mẹ đi với người đó. Con trai bà nghe xong rồi nói: À, nếu Bồ Tát đã đến rồi á, còn phải mau vô kinh thành để mua đồ để cúng dường nữa chứ. Lão phu nhân trả lời con mình: Tùy có tốt, nhưng mà e là không kịp rồi. Không kịp hả? Không đâu mẹ ơi, con sẽ về ngay thôi mà. Thế là con trai bà đã đi vào thành. Khi mua đồ trở về thì thấy mẹ mình đã ngồi rất trang nghiêm, diện mạo rất trang nghiêm rạng rỡ. Sau đó cậu mới biết lão phu nhân đã được Phật tiếp dẫn lên kim đài rồi.